mình lại bơi lạc đi đâu nữa đây? Khi, chào cậu, mình đứng đây từ đó đến giờ, chưa thấy ai đẹp trai như cậu cả, nên vì thế hãy mua giúp tôi một con thuyền nhé. Vãi thật, từ khi nào mấy anh trai này nói chuyện ngọt ngào dữ thế? À, đó là do rất ít người mua thuyền chỗ tôi nên tôi thấy hơi buồn. Thấy cậu bơi cực khổ quá nên tôi giới thiệu cho cậu con thuyền, chèo đi đây đi đó cho nó dễ. Cũng được, mà ai là người đóng thuyền cho mà bán vậy? Không giấu gì cậu, người làm thuyền cho tất cả người bán thuyền ở C1 này đó là Phở Giang Ki. Và anh ấy cũng đang sinh sống trên hòn đảo này. Ồ, Phở Giang Ki à, chẳng lẽ anh chàng Iron Man cũng bị lạc giống mình à? Ý cậu là cậu muốn tìm anh ấy à? Được, tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu. A few moments later. À, chắc là tôi hiểu rồi. Thôi bye. Bye. Nãy thanh niên đó kêu đi đâu để tìm Phở Giang Ki vậy ta? Thôi thì đi tìm đại vậy. Chắc hòn đảo này cũng không rộng lắm. Nhìn kiến trúc nơi đây cũng đẹp phết. Chắc đây cũng do Phở Giang Ki xây rồi. Đến đây hỏi thử anh trai này xem sao. Chào cậu, cậu đến tìm tôi có việc gì? Nhìn mặt này thấy quen lắm, hình như mình gặp trong lúc đi lạc sang thế giới Doraemon thì phải. Ý ngươi nói là sao? Trên mặt ta xấu à? Ta là người đẹp trai nhất nơi đây rồi, không ai đẹp bằng ta đâu, ha 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 ha. À nhớ rồi, hình như đây là su nêu mỏ nhọn, nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, mình phải đi tìm Phở Giang Ki đã. Ở đây có một anh trai cầm kiếm, có vẻ như đây không phải là người tốt, lại gần xem thế nào. Ơi, méo tốt thiệt, mấy thanh niên dạo này sao mà năng động quá. Vãi trưởng, chưa ngủ mà. Không được rồi, đành phải dùng biện pháp mạnh với những người này thôi. Lần này có mà thoát bằng mắt. Sao vẫn yếu vậy ta? Chắc chưa phải là sở trường của mình rồi. Vì mình là người xài ba cây kiếm cơ, xài hai kiếm cảm thấy nó yếu quá. Còn lóc nhóc mấy thanh niên ở đây, thôi thì mình sửa đẹp hết luôn. Đây là đâu đây? Hình như đó là Phở Giang Ki. Cậu ta xây cái cầu làm bằng ván gỗ này để làm gì thế nhỉ? Khi chào cậu, sao cậu lại đứng ở đây thế? Khi, tôi ở đây vì bị gấu Kuma dịch chuyển đến đây, nhưng không biết phải thoát ra như thế nào, nên đành phải ở đây đóng tàu kiếm sống qua ngày. Vãi thiệt, còn tôi thì bị lạc đến đây, đang trong hành trình tìm Tam Zozu, à nhầm, đi tìm ba thanh kiếm thất lạc của tôi. À thế à, được rồi, tôi sẽ đóng cho cậu một con thuyền để tiện cho việc đi lại, để cậu có thể đi tìm ba thanh kiếm của cậu dễ hơn. Thế cậu không đi cùng tớ à? Không đâu, chắc cậu không biết tin gì rồi, Luffy vừa mới ra thêm một tin nữa. Đó là mọi người trong băng cứ đi luyện tập đi và 5 năm sau sẽ gặp lại. Địa điểm là ở C5. Có hả? Sao mình không biết nhỉ? Thôi kệ đi, thế thuyền cậu bỏ ở đâu thế? Để tôi có thể đi bây giờ luôn. À, thuyền tôi bỏ ở chỗ cảng của đảo này đó, ra đó sẽ có một con thuyền cho cậu đi. Được rồi,
Cảm ơn nha. Bye. Đây rồi, cô mà khoan, đây chẳng phải là con tàu Thousand Sunny à? Mà sao nó nhỏ vậy ta? Mà thôi đi, có còn hơn không? Đến hòn đảo băng rồi nè, lúc trước nghe thanh niên bán hai cây kiếm nói, muốn mua kiếm thứ ba thì đến đây mua. Để thử xem có thật là như vậy không. Chào ngươi, hình như ngươi không phải là người khu này, không biết ngươi đến đây có việc gì. Đúng vậy, ta đến đây chỉ để mua kiếm thôi. Không biết ai là người bán kiếm ở đây nhỉ, ông có thể chỉ giúp tôi được không? Được, ông đó đang ở sau lưng tôi, đi đến đó ông sẽ bán cho. Cảm ơn nha, bye. Hình như cậu muốn mua kiếm, muốn mua cây nào, tôi bán cho. Tôi chỉ muốn mua thêm một thanh Takana để đủ ba thanh kiếm thôi. Vậy thì được,